Như thường lệ, chuyên mục cuối cùng sẽ là Showbiz 101 và Quỳnh Chi sẽ mang đến cho quý vị một phần giao lưu thú vị cùng với khách mời của chương trình. Ngày hôm nay sẽ là ai? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Việt My rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục 101 gặp gỡ khách mời. Và chuyên mục 101 của chúng ta ngày hôm nay sẽ có chủ đề là lãng mạn và ngọt ngào. Và đó cũng chính là lý do vì sao Việt My đang có mặt trước một không gian bếp khá là đáng yêu như thế này. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vào bên trong bếp để biết được rằng vị khách mời ngày hôm nay là ai và chính xác họ đang làm gì nhé. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là ca sĩ Tim. Chào quý khán giả của chương trình Showbiz 101. Tim rất là vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay mình thấy anh đang làm cái gì không? Theo em đoán là anh đang là một cái ổ bánh đúng không? Và công đoạn này là công đoạn cuối cùng chưa hả? À chưa đâu, anh mới vừa làm xong một khúc bánh và bây giờ anh đang phụ em lên. Trời ơi, em cảm thấy ngưỡng mộ quá bởi vì con trai mà kiểu rất là khéo tay luôn á. Còn nếu mà em mà một mình mà chật vật với cái ổ bánh thì chắc phải mất 2 ngày. Không có đâu, đây là lần đầu tiên anh làm bánh á. Không biết là ăn được hay không vậy. Thế thì hôm nay anh làm ổ bánh thì chắc là không phải cho bản thân rồi. À, đây là một món quà anh dành tặng cho một người rất là đặc biệt. Và đây cũng là lần đầu tiên anh làm một cái món ăn cho người đó. Nên anh cũng biết là người ta sẽ thích hay không nữa. Theo như cái gợi ý mà cô anh chia sẻ thì em cũng đã biết người đặc biệt đó là ai rồi đó. Không ai khác chính là người vợ rất là đáng yêu của Tim, ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh. Quỳnh Anh thì rất là thích ăn bánh ngọt hả anh? Đúng rồi, Quỳnh Anh thì lại rất là thích ngọt, thường hay tự đi mua bánh ngọt về á. Mà nhất là bánh gato tự đi mua, tự đi về. Anh để ý mấy lần anh thấy là các bạn thích món này. Mà nếu mà mình đi ra ngoài mình mua một cái chai nước hoa, một cái bộ quần áo hay là một cái túi xách đó thì nó thường quá rồi. Mà anh nghĩ là mình sẽ thử làm một cái gì đó lãng mạn, lo dư lâu lâu sến sến xíu mặc dù để lấy lòng á, hâm nóng tình cảm phải không? Đúng rồi, hâm nóng tình cảm hả. Rồi anh thấy anh làm quá đẹp luôn rồi đó, em cũng muốn trải nghiệm. Đúng rồi, bây giờ dịch để góp phần cho nó hoàn chỉnh hơn thì em có thể làm cho bánh đó. Rồi ok, em biết anh nha. Rồi. Không biết là nãy giờ trong cái quá trình mà hướng dẫn anh Tim làm bánh á thì bạn thấy cái khả năng, cái năng khiếu mà làm bánh của anh Tim như thế nào? Cũng được, nó kêu anh Tim tôi khác anh vậy. Thì nói đi, anh không có nghe đâu. Cứ nói đi, cứ nói thẳng đi, đây là lần đầu tiên anh làm á. Nếu mà lần đầu tiên một người làm một cái bánh gato gì rất là khó, nếu mà làm được cái gì rồi là cái công đoạn quá trình nướng rồi á, anh Tim làm rất là được. Mình nghĩ là xong rồi đó hả? Bây giờ tới công đoạn rất là quan trọng mà cái công đoạn này là cho 100% anh làm. Rồi. Em không muốn đụng vào nữa ha. Anh hiểu rồi. Anh đăng ký và tặng cho người đó đi ha. Anh thử tới công đoạn ăn trái cây chứ. Cái công đoạn đó mới là công đoạn dễ nhất đó. Bây giờ anh đăng ký sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Tấm lòng thôi đúng không? À mà hôm nay anh nói là cái ổ bánh này anh làm bất ngờ dành tặng cho Quỳnh Anh, vậy thì anh có nói trước với Quỳnh Anh biết không? À không, sáng sớm ngủ dậy anh lén đi không nói gì hết. Nói gì hả? Đó thì Quỳnh Anh cũng có hỏi anh là ủa anh đi đâu. Anh nói là thì anh đi công việc chút xíu thôi, có hẹn với lại người bạn ở đó. Anh nghĩ là khi mà Quỳnh Anh nhìn thấy cái ổ bánh này thì phản ứng của cô ấy là sao? Chắc là sẽ rất là bất ngờ. Tại vì chưa bao giờ thực sự là ở nhà chưa bao giờ nấu ăn. Theo với lại nguyện vọng của anh là hôm nay anh muốn có một cái buổi tiệc bất ngờ, lãng mạn, ngọt ngào nữa dành tặng cho Quỳnh Anh, thì chương trình cũng đã giúp cho anh chuẩn bị một cái buổi tiệc như vậy. Còn bây giờ quan trọng nhất là chờ đợi chiếc bánh của anh nữa thôi đó. Tôi nghĩ là anh đã hoàn thành xong cái công đoạn trang trí rồi đó. Tên 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 tên. Vậy là chiếc bánh kem mà sáng giờ anh Tim vất vả làm cũng đã hoàn thành xong công đoạn cuối cùng rồi. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh rất là nhiều. Còn bây giờ chắc là Việt My và anh Tim phải di chuyển sang cái địa điểm mà chúng ta đã bí mật tổ chức cái buổi tiệc ngọt ngào cho Quỳnh Anh nhé. Xin mời anh vào đây. Wow. Xin được giới thiệu với anh, đây chính là không gian mà chương trình đã giúp đỡ cho anh thực hiện để có thể mang đến cho Quỳnh Anh một cái bữa tiệc thật là ngọt ngào và lãng mạn. Với một không gian như thế này thì anh có cảm thấy hài lòng không và cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào? Thực sự là ngay cả bản thân anh khi bước vào căn phòng này thấy mọi người chuẩn bị bong bóng nè, rồi nến, rồi đặc biệt là hoa này nữa, thì thực sự ngay cả anh là một người đàn ông mà còn bất ngờ thì chắc chắn là khi Quỳnh Anh bước vào thì cảm xúc sẽ
rất là cảm động, anh nghĩ là như vậy. 5 năm quen nhau thì nếu mà những điều lãng mạn như thế này thì anh chưa làm. Tại vì cuộc sống, công việc của anh và cả Quỳnh Anh rất là bận rộn. Yeah. Nên là tụi anh có dành thời gian cho nhau đi xem phim, đi ăn uống. Nhưng mà để mà để chuẩn bị những buổi ăn lãng mạn như thế này thì chưa. Đây là lần đầu tiên. Em nghĩ là bây giờ chắc cũng gần đến giờ Quỳnh Anh tới đây rồi. Cảm ơn My rất là nhiều, cảm ơn ekip rất là nhiều. Chúc anh may mắn. Ok, rồi. Anh bước vô hả? Anh bước vô đây làm cái gì vậy? Có gì thấy ghê ghê chậm không? Có ghê ghê vậy thì làm đi. Ủa? Anh tặng em. Vâng anh. Ừ, vậy là cái bánh anh tự làm á. Anh tự làm hả? Ừ. Thiệt không vậy? Thiệt. Em thích không? Cái điều nó hơi... hơi xấu á. Bây giờ anh sẽ cắt cho em ăn thử nha. Được không? Ừ. Lần đầu tiên người ta làm đó. Có ai trợ giúp không? Thực ra thì có hai người trợ giúp. Chắc là anh chỉ trang trí thôi chứ gì đúng không? Có, anh làm thiệt mà, anh làm từ đầu tới cuối luôn á. Em mới nói có người giúp. Giúp là đứng cổ vũ thôi. Đứng cổ vũ giúp thôi. Trời. Ê trời. Kiệt mà. Em ăn đi. Anh ăn trước đi. Em ăn thử đi, anh dám ăn. Ủa kì. Anh ăn trước đi. Ngô quá. Phải thêm nữa mình. Và anh có một món quà thứ hai tặng cho em nữa. Vì em nhắm mắt lại đi. Rồi, em mở mắt lại. What would I do without your smile now? Running me in, you're kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't feel down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, you know what hit me, but I'll be alright. My hands underwater, but I'll be fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curse and your echo. All your perfect imperfection. Cause you're all to me. Keep my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all of you. Cảm ơn Mẫu Quân rất là nhiều với một bài hát khá là ý nghĩa, On Up Me, phải không ạ? Và đây cũng chính là một món quà tinh thần thứ hai và chương trình cũng như là anh Tim bí mật dành tặng cho Quỳnh Anh. Khi mà bước vào một cái không gian lãng mạn như thế này thì cảm xúc của Quỳnh Anh như thế nào? Thật sự thì Quỳnh Anh rất là bất ngờ bởi vì là cũng có nhận lời tham gia chương trình. Nhưng mà khi mà mình hỏi là Quỳnh Anh đến đây để làm gì thì chương trình bí mật không có nói, mà nói là Quỳnh Anh tham gia chung với anh Tim thì mình cũng có hỏi anh Tim là sao rồi sáng nay tại sao anh đi sớm mà anh không chờ em. Trong khi em đưa con đi học xong rồi về nhà không thấy đâu hết. Xong rồi anh Tim mới nói là thôi cái này không có nói được, chương trình không có cho nói. Nói là mất hay, xong rồi nó ok thì để tới coi sao. Mà hồi nãy tới ngay chỗ kia thì thấy ủa sao không ai đón mình á. Vậy gọi điện thoại cũng không ai trả lời hết. Vô đây thì thấy anh Tim trước đây sẵn một không gian rất là lãng mạn. Anh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc chút xíu gì đó. Bất ngờ bởi vì là anh Tim nói anh Tim làm này mà cũng hơi nghi ngờ nữa. Bây giờ có Việt Mỹ đây thì em phải hỏi luôn nữa này thì không muốn trả lời thiệt hay là muốn trả lời tất nhiên là phải trả lời thiệt.
hồi nãy á. Thật sự thì Việt My đã từng chứng kiến anh Tim làm toàn bộ hết luôn với sự hướng dẫn của một bạn nhân viên bên quán nữa. Mà tôi cũng có để trái cây lên đó nha. À, cũng có một phần công sức với cái bánh vừa rồi thì thang điểm từ 1 tới 10 được mấy điểm? Nếu mà nói về bánh không á thì chắc mình cho phải chừng 6-7 điểm thôi. Nhưng mà nói về cái độ tình cảm rồi cái công sức bỏ ra, thời gian này nọ thì em sẽ cho anh... Chúng ta không phải là chương trình tọa đàm ẩm thực. Em sẽ cho anh, thêm 1 điểm nữa thôi là 7 điểm. Trời cao quá vậy. Nãy giờ em đang nghĩ trong đầu không, thôi. Không, anh định nói là 10 điểm xong rồi cứ tự nhiên cái nói mình vậy mình ghép mình cho 1 điểm nữa thôi. 7 điểm bất hứng thôi. Bình thường thì anh Tim có bao giờ lãng mạn vậy mấy bạn? Bình thường thì không có. Tại vì là hồi trước á, khi mà hai người chưa có sushi á, thì là có rất là nhiều thời gian để dành cho nhau thì nó diễn ra thường xuyên hơn. Nhưng mà bây giờ thì có sushi rồi thì nên thấy là những cái cảnh mà sinh hoạt đời thường của mình nó đã là những giây phút lãng mạn rồi, bởi vì là có sushi bên cạnh nữa. Có thể nói rằng sushi đã làm cho cái cuộc sống của hai người trở nên màu sắc hơn phải không? Mà nhân dịp nhắc đến sushi á thì chắc là Việt My cũng xin được thử thách hai người chút xíu để xem là cái sự tâm đầu ý hợp của cả hai vợ chồng hiểu về sushi như thế nào. Bây giờ nhiệm vụ của anh Tim á là diễn tả như thế nào về những cái bộ dạng ánh mắt cử chỉ như thế nào đó để cho Quỳnh Anh có thể hiểu rõ được là anh đang nói về cái tấm hình này. Tấm hình nào được có được thưởng gì không nếu anh diễn tả được hết? À là anh được Quỳnh Anh hôn một cái. Và đạo giá trị hơn xíu. Không, đó là giá trị rồi đúng không? Anh xạo lắm, là anh nói là sushi là giá trị rồi Quỳnh Anh là giá trị mà thật sự ra dối lòng. Ủa, nói Quỳnh Anh giá trị nào? Anh nói với em, anh nói với riêng em. Trời, không lẽ mình cãi nhau trên sóng truyền hình đúng không? Phải đó. Cho người ta thấy là hạnh phúc ngọt ngào đi nào. Dạ rồi, thử thách bắt đầu nha. Sao không dễ thương vậy? Được rồi. Để đây. Không biết khi mà trong chương trình sỉ nhục quá nhiều. Lẹ đi. Anh làm lại đi. Rồi, bỏ xuống đi. Không biết khi mà sushi thấy những hình ảnh này nó như thế nào ha. Rồi. Tấm cuối cùng. Không, tấm cuối cùng cũng phải diễn tả chứ. Bây giờ thì giây phút hồi hộp cũng đã đến. Tấm hình đầu tiên. Đầu tiên. Cả hai để cùng xem là cả hai có trùng khớp ý với nhau hay không. Tàn tàn. Yeah. Yeah. Rồi. Tấm hình thứ hai, hy vọng là trùng khớp ý với bé. Tàn tàn tàn. Yeah. Bí lộ. Lại. Hiểu nhau ghê ha. hiểu ghê nhỉ. cái hình ảnh này thì Quỳnh Anh hay là anh Tiên có thể chia sẻ một chút không? Tại vì Việt My thấy khá là đáng yêu á. Cái tấm hình này là đang mọi người ở trên Facebook đang có cái phong trào mà vịt hóa thiên nga trong vòng mấy giây á phải không? Đúng rồi. Xong rồi Quỳnh Anh mới đầu là sushi không chịu, xong rồi anh mới nói là bây giờ mẹ sẽ hóa thân cho con thành siêu nhân. Mẹ đổi cái nón siêu nhân này nhưng mà bây giờ cái mặt thành vậy. À, ý là đổi siêu nhân thì mới chịu make up phải không? Đúng rồi, nói là mẹ sẽ make up cho con trở thành siêu nhân cho nên mới chịu ngồi im đưa cái mặt cho làm chứ không thôi đâu có chịu. Bây giờ tới tấm hình thứ ba hy vọng. Mà anh nghĩ là đúng hết. Chắc không? Chắc, nếu mà đúng hết thì MC bị phạt phải không? Đổ mồ hôi rồi. Ủa mà hình phạt là gì, nói trước đi em mới chơi. Hình phạt hả? Thoái mới mua bài cho sushi. Rồi, được luôn, lâu rồi cũng chưa thăm sushi, chịu luôn. Đúng rồi, vậy đi. Bây giờ mình chơi là mở một lần 3 tấm luôn nè. Đúng không? Sai một tấm là cả hai vợ chồng chịu phạt. 1, 2, 3. Chính xác, ngược coi Quỳnh Anh. Chính xác. Nhân dịp mà chúng ta đang nói về cậu bé nhỏ sushi thì không biết là hai bố mẹ có điều gì muốn nhắn nhủ với sushi không? Để sau này khi mà em lớn hơn rồi, 5 hay 10 năm sau thì em coi lại video clip thì em vẫn thấy là ba mẹ dù đi đến đâu thì cũng nhắc nhở tới con hết. Có con trên cuộc đời này và với ba mẹ đó là một món quà
rất ý nghĩa. Và lúc nào ba và mẹ cũng mong con khỏe mạnh nè, rồi học giỏi nè, rồi sau này sẽ trở thành một người tốt, có ý nghĩa và giúp ích cho cuộc sống. À, còn mẹ thì muốn nhắn với Sushi là chúc con lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc bên ba mẹ, nhưng mà đặc biệt là phải bớt nhõng nhẽo lại. Và có một điều nhắn nhủ với ba con là phải bớt chiều con lại, bởi vì mẹ rất là mệt khi mà hai cha con cùng nhau nhõng nhẽo như vậy. Còn bây giờ chắc là sẽ chúng ta có một cái lời nào chia sẻ trước khi là tạm biệt khán giả của Showbiz 101 không ạ? Tào Quỳnh Anh cảm thấy rất là bất ngờ khi mà tới đây, cái không gian rất là đẹp và đã có một coi như là một chàng hoàng tử đứng đây sẵn cầm hoa và bánh và nến để tặng cho mình. Thì lâu rồi mới có cảm giác này, cho nên là chỉ biết nói là cảm ơn chương trình đã hỗ trợ cho anh Tim cũng như là Quỳnh Anh để có một cái buổi hẹn thật là lãng mạn ngày hôm nay. Cảm ơn anh Tim và Trung Quỳnh Anh rất là nhiều vì đã dành thời gian để mang những cái sự ngọt ngào và lãng mạn đúng như tiêu chí của chương trình ngày hôm nay để dành tặng riêng cho quý vị khán giả của Showbiz 101. Phần giao lưu và trò chuyện ở Showbiz 101 vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay và Quỳnh Chi rất mong được tiếp tục gặp lại quý vị khán giả ở những số tiếp theo của Showbiz 101 sẽ được phát sóng hàng tuần vào thứ Bảy lúc 17 giờ trên kênh VTC8 ViuTV. Còn bây giờ thì Quỳnh Chi xin chào và hẹn gặp lại quý vị.